Rồi, tiếp tục trong clip ngày hôm nay thì em có xin giới thiệu đến tất cả người chơi một bộ ghép để nghe đa thể loại nhạc. Trong đó có một cái cặp loa Ấn Quốc nhưng mà nghe được nhạc vàng, BMW CDM7 SE Limited. Và đặc biệt hơn thì Khôi đã ghép thành công với một chiếc âm ly cổ này nhỏ đến từ thằng Hitkit, dòng sắc âm biến thế nha. Con âm ly rất đẹp, phải nói là hàng lưu kho đẹp nhất từ trước đến nay. Thì đây, Khôi cặp loa thì Khôi quay clip ngày hôm qua rồi, trong cái chương trình một thanh lý thu hồi vốn để lâu, có mức giá là 18.500. CD liền kề nhưng mà rất một cái tem ha. Rồi, bây giờ thì Khôi sẽ quay tập trung vào chiếc âm ly, vì âm ly cặp loa quay rồi thì quay âm ly. Đây nè, Hitkit AR13A. Khôi xin phép mở nhỏ lại chút. Nó là AR13A, dùng sắc âm biến thế, chạy tất cả là 8 sổ sắc nha. Thì tí nữa Khôi sẽ tháo nó cho cùng xem. Con này ship về trong tình trạng vỏ zin rất đẹp luôn. Máy móc là không sơn tút, không xì ba, chỉ có thổi bụi sơ thôi. Đấy. Đó, ok nè. Tất cả chức năng nằm ở dưới này, còn bụi nữa nè, chưa lâu luôn nha. Đó. Thì con này Khôi đã bán rất nhiều, bán từ 7-8 năm nay và trên YouTube của Khôi đã có hàng trăm con. Tuy nhiên, mỗi thời điểm về nó sẽ có một cái tình trạng khác nhau, cũng như một cái mức giá khác nhau. Có thời điểm nó rất là cao, ngoài 15 triệu, có thời điểm dưới 15 triệu, có thời điểm nó 17-18 triệu nha. Thì con này là hàng sưu tầm nên là rất là đẹp. Khôi hết cái con này rồi, còn một con duy nhất thôi. Những anh em nào mà yêu thích á, thì thích đặc biệt, thích đồ đẹp á, thì chọn ngay con này nha. Và hôm nay thì Khôi sẽ đánh Bolero. Nhiều anh em hỏi là cặp loa này đánh Bolero hay không thì Khôi khẳng định với anh em nó là hay lắm, hay luôn. Bây giờ bát nó mềm anh em nha. Này, BMW mà đánh nhạc vàng là tuyệt vời luôn. Nó kiểu như gân béo á, nên nó sẽ rất là hợp, kết hợp với con này nè, nó là 90 dB nè, công suất đầu vào nè, ít phút nó có 30W thôi, maximum nó mới là 100W và nó là 8 ohm, nên nó rất hợp với các dòng âm đi cổ nhé. Nó không khó ghép, anh em không cần dùng âm đi quá lớn đâu, tại vì cái phần đầu vào nó có 30W đó, thì nó cũng tương đương với tan noi thôi, tương đương đồng trục thôi, nên anh em cân nhắc tìm hiểu nhé để mình biết là cái cách phối ghép của mình. Rồi, ok, bây giờ Khôi sẽ tháo máy ra cho nên cùng xem, cũng như sẽ test nhạc vàng, một ca khúc quen thuộc mà Khôi test hàng ngày để mình cùng nghe và cảm nhận tốt hơn nhé. Đây, Khôi đã tháo cái vỏ ra này, rụt gan của nó đây, thật sự đẹp nha. Đèn đóm còn zin, còn sáng tốt luôn. Mấy cái bóng đèn này cũng khá hiếm này, nó là bóng đèn chế tóc nha. Nhiều con nó cháy thì mình phải đồ lại. Rồi thì anh em cùng xem. Con máy là chưa có xì ba luôn anh em, chỉ có láo bùi thôi. Con này hàng lưu kho đẹp này. Chỗ này chưa chùi luôn này, thấy không? Đấy, anh em thấy chưa chùi nè, mà nó mới cỡ đó nha. Còn khi này chùi ra là nó trắng tươi luôn. Đấy, ok chưa? Để cho em biết được là cái con đèn này còn nguyên bản. Còn con này khẳng định với anh em là đẹp nhất Việt Nam ấy nha. Đẹp nhất Việt Nam. Chưa bao giờ có con nào nó đẹp hơn. Vì Khôi đã bán con này rất nhiều, hàng trăm con nha. Từ những cái năm 2017 tới bây giờ 8 năm nay Khôi đã thường xuyên bán con này. Nhưng mà để đẹp, đẹp mà chưa thổi bụi ha, thì thật sự là không có. Ok, rồi Khôi chỉ quay sơ để cho anh em cũng biết nhé. Máy hoạt động tốt. Phía dưới này thì nó có sò nguồn, rồi nó sẽ có là sò đạp nữa. Thì mình sẽ lật lại anh em cùng xem. Còn đây là cái hình thức của nó ha, tuyệt vời. Sắt âm biến thế này, hai cục này là sắt âm biến thế. Nên tàu, những cái con này nó xài tù sắt âm, tù giấy á, nên nó cho cái tiếng rất là mọc anh em ha. Rất là mọc. Bên đây là tù nguồn nhé. Rồi, ok. Clip trước á, những cái con trước á thì cũng đẹp nhưng mà không đẹp bằng con này nha. Đây, cái nắp bít của nó này rất đẹp luôn ha. Chân zin luôn. Đấy, còn nguyên bùi luôn nha. Đó. Rồi. Đây là cái phần dưới này. Đây này anh em cùng xem, tủ zin nha. Đây là tủ này. Cái phần này là cái của nhà sản xuất chứ không phải là mình thêm vào. Đấy. Đấy. Tủ zin. Máy móc cũng zin, chả có gì hết. Rồi dưới này nè, dưới này là nó có thêm bốn con sò, thì trong đó có hai con sò là đảm nhận là cái phần nguồn, hai con sò là đảm nhận cho cái phần đạp, tại vì anh em cũng hiểu là giống như các bên âm ly đèn á, thì nó có bóng đạp chẳng hạn ha. Rồi, con này là xuất âm biến thế thì nó tự đẹp. Rồi, ok, Khôi đã quay xong ha, rất rõ ràng cụ thể nhá. Bây giờ Khôi lắp vào và test thử chất âm.
Rồi, Khôi đã ghép thử bolero Nhật vào. Chào tất cả mọi người cùng nghe nha. Về chiếc ống ly thì không có gì bàn để nó đẹp và hay. Anh em trong tầm chơi hợp với túi tiền, hợp với loa thì cứ yên tâm mang về dùng nha. Rồi, cái giá cho con ống ly là 14.500.000, chuyển khoản đúng qua bao ship tận nơi. Còn ship code thì cọc 30% và không bao ship. Còn cặp loa là 18.500.000 nha. Trước giờ thì loa Khôi không bao ship, chỉ có đảm bảo đóng hàng thôi. Đặc biệt hơn, ưu đãi hơn, một cả bộ chuyển khoản đủ thì Khôi lại bao ship nhé. Rồi, xin phép tạm dừng ở đây và hẹn gặp lại tất cả mọi người những clip tiếp theo.